Đội tuyển Anh vào tứ kết theo cách không thể cảm xúc hơn, bởi chiến thắng đối thủ trong loạt luân lưu là điều họ chưa từng làm trong hơn 2 thập kỷ. Mọi chuyện lẽ ra chẳng nhọc nhằn với người Anh đến thế nếu họ không đánh mất sự tập trung ở phút cuối để Colombia gỡ hòa bằng cú đánh đầu của Mina. Trước đó cũng từ một quả phạt góc, Harry Kane kiếm được quả phạt đền và thực hiện thành công để mở tỷ số đầu hiệp 2. Khi tiếng còi hết hiệp phụ thứ 2 vang lên, người Anh có lẽ đã mường tượng kịch bản tồi tệ nhất trong loạt luân lưu như thất bại ở 3 kỳ World Cup và 3 kỳ Euro kể từ năm 1990. Và nỗi ám ảnh ấy như hiển hiện ngay trước mắt sau cú đặt lòng hỏng ăn của Jordan Henderson ở loạt sút thứ 3. Ưu thế tâm lý của đội bóng áo vàng không còn trong loạt luân lưu nghiệt ngã, nơi họ có lẽ cũng bị ám ảnh bởi những lời đe dọa ám sát từ quê nhà. Thủ thành Pickford cũng cho thấy tiềm năng lớn khi chiến thắng chân sút lão luyện Carlos Bacca. Đây mới là lần thứ 2 trong 7 lần gần nhất phải đá luân lưu phân thắng bại, đội tuyển Anh mới được hưởng niềm vui sau cùng. Họ đã thua 5 lần liên tiếp khi đối mặt thần chết 11m trong vòng 22 năm qua. Lần này tử thần không thể gọi tên tâm sư nữa. Vượt qua nỗi ám ảnh khủng khiếp trên chấm phạt đền, nhưng Southgate và các học trò chắc chắn không muốn lặp lại những phút đau tim này ở trận tứ kết với Thụy Điển vào ngày 7 tháng 7 sắp tới.